Lâm Chín Ngón tên thật là Lê Ngọc Lâm, sinh năm 1945 tại Hà Tây cũ. Theo gia đình di cư vào Sài Gòn lúc mới 9 tuổi. Năm 12 tuổi, Lâm trở thành trẻ bùi đời, được đưa vào làng Cô Nhi Thủ Đức. Tại đây, Lâm đã lần ra ngoài, nhập vào băng nhóm quân bùi đời, bán báo trước làng Cô Nhi. Năm 1963, Lâm sống lang thang, được Đại Ca Tây, một tên giang hồ có tiếng thời bấy giờ, nhận vào băng Du Đãng, mới nổi lên ở khu Gia Heo, quận 1. Có chút học thức, đánh đấm giỏi, lại lì đòn, Lâm nhanh chóng được Đại Ca Tây tin dùng. Không bao lâu, Lâm trở thành trợ thủ đắc lực của Đại. Trong một lần, theo Đại Ca Tây đi đánh nhóm giang hồ khác, Lâm đã liều chết để mở đường cho Đại Ca thoát chết. Tuy nhiên, Lâm bị đối thủ chém đứt một ngón tay và từ đó gã có tên là Lâm Chín Ngón. Cuối năm 1966, hàng loạt du đãng cộng cán ở Sài Gòn bị bắt, trong đó có Đại Ca Thay và Lâm Chín Ngón. Đầu năm 1967, Đại Ca Thay cùng một số đối tượng tổ chức vượt ngục và bị bắn chết. Cuối năm 1969, Lâm được trả tự do. Băng nhóm của Đại Ca Thay lúc này đã tan rã, không còn chỗ dựa cho Lâm, không đủ sức khôi phục lại giang sơn như lời dặn của Đại Ca Thay. Lâm Chín Ngón đã trở thành một tên cướp khét tiếng, khiến người dân lúc đó hoang mang. Gã phóng xe 67 đi cướp giật của những người mới từ ngân hàng đi ra với túi xách tiền. Số tài sản hắn cướp được có khi lên đến hàng trăm cây vàng. Tất cả hắn đều đổ vào những thú vui chơi bời, chắc táng, hết tiền lại đi cướp. Đến năm 1970, Lâm Chín Ngón bị tóm cổ, tống vào tù. Trong tù, Lâm lại thể hiện bản lĩnh của một tay xã hội đen khi nhảy tới, nắm đầu, giật cây bút đâm thẳng vào đầu tướng cướp nổi tiếng Điền Khắc Kim, đang là trùm trong nhà lao lúc bây giờ. Trận quyết chiến này đã đưa Lâm Chín Ngón lên ngôi ông trùm nhà lao. Khi bị giam ở nhà lao Chí Hòa, Lâm lại ra tay sát hại Trương Khùng, đàn em của tội phạm khét tiếng là Cương Võ Sĩ. Vốn là võ sĩ quân Anh, từng thượng đài nhiều trận ở khắp miền Nam và Campuchia. Một hôm, Lâm đang ngồi thì đàn em vào cốc báo Võ Sĩ Cương đang qua hỏi tội, mấy tên đàn em vội rúi vào tay Đại Ca Thay con dao lan lúa để nghênh chiến với đối thủ. Sau khi quát Lâm, Cương Võ Sĩ tung cú đấm như trời giáng vào mặt đối thủ, nhưng bị Lâm Chín Ngón nắm cổ áo, cầm dao đâm trúng tim khiến gã giang hồ tử vong tại chỗ. Năm 1988, Lâm Chín Ngón được trả tự do sau 20 năm tù tội. Những ngày cuối đời bi thảm, khi ra tù, Lâm gác kiếm rời khỏi giang hồ. Tuy nhiên, cuộc sống khó khăn vây quanh khiến đường về của Lâm gặp trắc trở, ngập ngừng. Đến năm 1993, Lâm cưới vợ và sinh con. Lâm mở quán thịt chó bình dân trên đường quận 10 để mưu sinh. Lúc bây giờ ở Sài Gòn, Nam Cam đã trở thành thế lực ngầm số 1. Thế nhưng Lâm Chín Ngón lại không xem Nam Cam ra gì, vì trước năm 1975, Nam Cam là đàn em tép riu của Lâm. Bị đánh bật khỏi các cảng cá ở Vũng Tàu, Lâm Chín Ngón nghi là có bàn tay của Nam Cam. Vì vậy mà đi đâu, Lâm cũng rêu rao, thóa mạ, công khai chửi bới Nam Cam. Cuộc đời của Lâm Chín Ngón sang một ngã rẽ khác khi một sự cố bất ngờ xảy ra vào tối ngày 14 tháng 7 năm 1999. Khoảng 8 giờ tối hôm đó, Lâm chở vợ và đứa con trai 6 tuổi đi ăn tối thì bất ngờ bị một tên thanh niên chạy tới tạt một ca axit vào mặt gã. Lâm ôm mặt quằn quại đau đớn. Sau nhiều tháng chữa chạy ở bệnh viện Chợ Rẫy, vết thương tạm lành nhưng khuôn mặt Lâm bị biến dạng khủng khiếp. Có điều đặc biệt là dù bị tai nạn khủng khiếp như vậy, nhưng Lâm vẫn không hề báo công an hay tố cáo một đối tượng nào. Sau tai nạn, nhiều người thấy Lâm Chín Ngón trở thành một con người khác, không nói không cười suốt nhiều năm, chỉ ở lì trong một căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Lâm không nhắc lại chuyện cũ, nhưng đôi lúc chỉ thở dài và nói một mình rằng ân oán giang hồ thì phải trả, nhưng vẫn cảm ơn trời vì kẻ nào đó dù có hiểm ác thì vẫn hạ thủ lưu tình, không làm tổn thương đến vợ con. Vào ngày 12 tháng 12 năm 2001, ông trùm Nam Cam bị bắt. Cho đến lúc này, Lâm Chín Ngón mới đi tố cáo Nam Cam là kẻ chủ mưu vụ tạt axit năm xưa. Tại phiên tòa xét xử Nam Cam và đồng bọn, một năm sau đó, Lâm Chín Ngón đã ra trước tòa tố cáo tội ác của bọn chúng. Thế hệ giang hồ sau này chẳng kiêng nể
Dì bọc đàn anh từng có số má như lông trên ngón, nên cuộc đời gã rơi vào tuyệt vọng chán trường. Cuối tháng 10 năm 2006, trong một lần bức bách, Long đã từ giá cõi đời, mang nặng nghiệp chướng cho mình gây ra một cách thê thảm. Một người làm công cho gia đình Long Chín Ngón ở trang trại kể về ngày cuối đời của chủ nhân. Nấu rượu xong, tối nấu thêm nồi cám heo, sau đó tôi ra tắm cho heo. Tôi quay lại chỗ nồi cám heo thì nhìn thấy một cánh tay người giơ lên. Quá hoảng sợ, tôi cấp báo cho những người xung quanh và chính quyền địa phương biết. Cơ quan chức năng đã đến làm việc, vớt người trong nồi cám heo ra, xác định đó là Lâm Chín Ngón. Liền sau đó, họ phong tỏa hiện trường, đồng thời triệu tập những người liên quan về trụ sở để lấy lời khai. Sau đó, thi thể của Lâm được đưa về quán thịt chó tại đường 3/2 để phúng viếng và đưa đi hỏa thiêu tại lò thiêu Bình Hưng Hỏa,